Bắn nó, bắn nó. Đấy, đâu, 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 đâu. Kìa. Đắp đi, đắp đi. Ủa sao đầu mày to thế? Hay đeo mặt nạ ấy, đeo mặt nạ. Có phải không? Đúng rồi, đeo mặt nạ, đẳng cấp ngân hàng. Ui, ui, rơi kìa. Vãi vãi, thằng nào có giọng autotune đấy. Đắp cửa. Đắp đi. Mày đá đi. Không đá được. Không được. Mở ra, mở ra như nào? Mở ra như nào? Đấy, thằng kia mở. Kìa. Bắn đi. Shotgun. Mình là khoái nhất shotgun. Ui, có nó nào kia? Kìa, lên tầng, go upstairs. Nhìn đỉnh ngựa vãi, lùn xong rồi. Đầu to đùng mạnh. Mặt nạ, nó đeo mặt nạ, cướp ngân hàng. Hay gì đó. Chết có mẹ đi. Ôi, ra xem này. Ê, ra xem này. Ra đây. Mày, sao? Ra đây xem này. Vãi lìn. Đi tiếp. Ui, lính chùi vãi, bựa. Đúng chất bựa. Đi. Ê, chết. Lên đây, lên trên này. Chú cứ dẫn đường nghe. Ui, tròi ngon vãi. Bắn. Ôi, bắn nhầm rồi. Sao ạ? I can't breathe. Up. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Không thể phá hủy được. Plan B. Josh, get over here. Đây. Biết ngay nó mở mặt nạ lắm mà. Đúng rồi. Ê, thằng kia bỏ mặt nạ trông giá khác gì? Trông giống thế. Mày đấy. Chú ấy, chú ấy. Not cool, man. Not cool, man. Not cool, man. C4, vãi lìn. Yeah. C4. Ê, tao cầm bom à? Hai thằng đều cầm. Sao tao cầm bom? Hai thằng đều cầm. Vãi, từ chỉnh sắp ấy á. Chỉnh cái gì? Không, chỉnh sắp title. Ui giấy. Đây. Rồi, gớm chú. Rồi, đi. Bắn đi, bắn chết đi. Ui, súng hay lại nhanh nhé. Bốn súng, và phát bốn súng luôn. Chữ ký, biết là chữ ký. Đâu. Vừa xong là. Đâu. Vừa vãi. Vãi. Want me to sign your breast? Nó bảo gì? Sign your breast? Ký vào ngực à? Vãi lìn. Ký vào ngực. Cái gì? Bom. Sao đặt đấy? Pháo. Đặt để trộm cái cát sắt đi. Chạy. Một thằng mắt sáng. Chopper đến rồi. Yeah. Trực thăng à? Don't touch it. Holy shit, báo động rồi. Thằng này trông như thằng đùn đấy. Ê, em này xinh đấy. What? I don't wanna be some dude's bitch. Thằng lìn. Do I have to go after him? Forget about it, he'll be fine. Thằng máy vẫn là thằng đầu bé, tao đầu to. How long until the chopper gets here? I don't know. Probably like two waves of SWAT guys. Đấy, chỉnh súng rồi. Defend này. Nãy giờ tao chỉnh súng rồi, thằng này. Here they come. Here they come kìa. Ôi, đặc nhiệm cái gì hết? Đặc nhiệm. Bắn. Không có nước ngồi nhở? À đây. Con chôn. Vãi. Giữ cơ. You wanna play, motherfucker? Ủa, đặc nhiệm nhìn trông chùy vãi. Bắn chết mẹ chó đi. Thằng nào còn nói dòng autotune đấy. Ở cái gì đấy? Ê, kia. Này, nhìn tao này. Đâu. Sao? Nhìn tao này. Đấy, thấy chưa? Bắt. Con tin như nào ấy? Em. Vãi lìn. Đâu rồi, vào bắt một con nào. Định chơi tay Xbox mà mẹ sợ mệt, sợ chơi khó quá. Xbox chơi làm gì? Chơi, chuột, mấy bàn phím vẫn là mẹ thần thánh nhất. Vẫn là anh hùng nhất, đúng không? Thánh nhất. Vẫn là anh hùng nhất. Ủa, shotgun bắn như chết kết thế. Đánh lên. Đồng quá không ạ? Hàng đâu, defend yourself mà để đợi trực thăng đến. Ủa, ngắm cảnh đẹp thế. Ủa, mình tòa mẹ mấy trăm tầng đây. Chú bắn đi anh ngắm cảnh tí. Chú thằng đến rồi. Chú thằng đến rồi. Who are these guys? Shoot the. Bắn. Sao lại tưởng trực thăng của mình chứ nhỉ? Không, của nó. Bắn đi. Kìa, đâu. Đây mới là trực thăng của mình. Đây mới là của mình. Sợi. Tạo mắm.
sởi cướp ngân hàng rất kiểu chùy nhá, động chất hành động. Ừ. Rất hành động. Sởi trượt ra lắp cái móc vào. À, móc cái két đúng không? Ờ, móc cả cái két lên mà. Ừ. Kìa. Ôi. Gì á? Mày đâu? Đây bên này. Bắn đi. Bắn đi, hai thằng. Bảo kê luôn ở đây. Ôi, nó nhấc cả lên này. Ô, sniper đâu ấy? Vừa nó kia. Trực thăng. Đéo quay được, trực thăng à. Bắn đá vãi. Ôi lại hay đã. Ô, phóng lựu như nào ấy? Gì ấy? Cái gì ấy? Ngã. Chú đâu rồi? Đây, khó nhìn vãi. Đứng ngay cạnh người. Kìa, sniper kìa. Máy bay đấy, từ máy bay. Chết mẹ em. Tuổi gì? Ôi, nó hạ cánh kìa. Chết. Không có phóng lựu nhở, nó có máy bay, nó có. À quên, súng nó có cái phóng lựu mà. Không biết hả? Tí ra xem lại nút nhá. Ôi, ngã, cứu tao. Mày đâu rồi? Tao ngã rồi, mày đâu cứu ấy? Tao. Ôi, vẫn bám được. Ờ, tao cũng bám à. Bắn chết mỡ đi. Chết. Thăng kìa. Đâu. Chị thăng kìa. Kìa. Mày nói chị thăng đi, tao bắn ra mấy lần lính nhau. Bựa vãi. Lên. Lại lên. Jesus. Sợi. Lại bắn. Trực thăng này. Đấy, trực thăng kìa. Úi giời, chưa kịp nói. Nói chưa kịp hết lời. Ê. Lại nữa. Ôi, đứt dây mẹ rồi. Bướm vã. Bắn máy bay cho nổ. Đấy, để chết luôn. Hết chưa? Ghê. Đúng thế. Kìa, bắn tao. Bình tĩnh. Kìa, cái nữa kìa. Nhiều thời trang nhé. Bắn. Nhiều vãi. Ôi, nó lao mình nữa. Xong. Chết rồi Vũ. Đây, tao thoát rồi. Mày đâu? Đây, đang leo lên. Ớ, tao cũng leo. Vãi, hai người như kiểu sinh đôi nhỉ. Ôi. Thôi, xong, xác định. Oh shit. When good days go bad. Có tình yêu em ơi. Respect. Về sự tôn trọng lên có một điểm à? Ờ. Cái gì? Là sao? Đấy là cái kiểu lên level ấy. The fuck this. Lại loading. Loading. À, tạo nhân vật, tạo nhân vật. Bây giờ tạo nhân vật. Xem nào. À, hey, xin chào các bạn. Xin lỗi vì mãi lúc ấy anh em tôi mãi chơi quá. Ok, chào mừng đến với team phóng bựa. Tôi là Hugh Béo. À, tôi là Joe Gamer Level Max. Chúng ta khái tùng. Bây giờ chúng tôi đang chơi Saints Row the Third. Saints Row the Third. Để tao chọn thằng con gái cho. Ngon vãi. À, chết rồi. Ê, chết mẹ ơi. Ui. Cái này. Cái gì? Sao con này nó cho cả chỉnh quần áo này? Ừ, chỉnh cho má. Asian. Giới tính. Mày chơi con gái hay con gái? Để tao chơi con gái cho. Chú chơi con trai đây. Ừ, ok. Edge, tuổi tác này. Ui dồi ôi, vãi, già vãi. Vậy. Ui mẹ Asian này. Châu Á. Tí cho anh cho chú xem mày hay lắm. Tại gì? He này. Gì à? Tóc gì đấy? Ôi. Cái gì? Đồ vãi. Ui. Mày chọn con gái con trai đấy. Trai. He này. Hết. Đồ vãi. Ui, tóc bựa vãi. Tóc gì này? Mẹ da đen xì này. Tóc bựa vãi, hồi tóc này đẹp nhất. Còn màu nữa cả, vãi lìn. Tóc xanh nhá, tóc tím mà nói nhá. Tóc gì giờ, chú thích tóc gì? Tóc hồng này. Đúng cho chú chọn. Face, mà chọn rồi tí vào chọn lại được không nhỉ? Không biết nữa. Chắc là được, không mong vậy. Ui, cái gì, con gái sao có râu này? Chọn được cả râu, vãi lìn. Vãi, ê ơi. Ui, thôi mẹ, nhìn khóng quá. Có gì đâu. Ôi, có cả mẹ cu ấy. Cái gì? Con trai à? Cái gì? Con trai à? Cu nó to, chỉnh được cu nó to ra. Ôi vãi. Ôi, bé tẹo. Bố để to nhất. Thì con gái chọn được bưởi mà. Ôi, bưởi to lại. Sợi, chọn được tính cách nữa này.
Chú chọn cu to, anh chọn bưởi to, có gì đâu. Sởi sởi rất là bựa. Sởi sởi. Sởi chưa có, chưa có. Bựa phải. Người, face. Ui, to quá, nhìn nó mẹ... Bựa vãi. Ô, cái gì này? Mẹ chỉnh cho cả mắt vãi lìn, mấy cái này chỉnh mệt vãi lìn ra. Cho chỉnh nhanh nhanh cái. Race, chỉnh nhanh nhanh này. Ô, cái gì đây? Ui, chỉnh gầy. Ui, 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 béo gầy. Ui, vãi, béo ú. Rồi, strength cho nó mạnh, mạnh mẽ lên. Ui, chỉnh mạnh mẽ lên, đầy cơ bắp này. Ê, ra xem này. À, ui. Có hình tam giác ấy, có ở mẹ, bụng 6 múi. Phải lắm. Biết rồi, chỉnh ở đây thôi. Ui ui ui. Ui nhìn. Ui 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 ui. Thôi để vừa vừa thôi, để vừa vừa đẹp nhất. Ui, ui. Nhìn bưởi này. Tí anh cho chú xem bưởi, tí là chú cho anh xem cô và anh cho chú xem bưởi. Ơ, ra ngoài như nào đây? Skin à? Tóc đặt mà bựa vãi. Ui, sao sẽ da xanh này? Ui, chọn cả da xanh này à, vãi? Bựa vãi. Ui, ê, chỉnh cái da kiểu da kiểu gọi là gì nhỉ? Da băng ấy của cái thằng gì trong bộ tứ siêu đẳng ấy. Bựa lắm. Chùy vãi. Ui. Ui, da ui. Cái này chỉnh nhối. Nhiều cái bựa vãi. Ôi. Nhìn giống mấy thằng công tử Hàn Quốc vãi. Vãi. Body mask. Ôi, chỉnh được cái gì đây? Female là chỉnh được cái gì nhỉ? Ôi đâu ơi, rồi đâu mất rồi. Bị chỉnh được cả bị cháy nắng nữa chứ. Bựa vãi. Ờ, ui trời. Thôi, không cháy nắng đâu. Xong chưa, nhanh nhanh. Ôi. Đây đây đây, đang chỉnh nốt tóc đi. Gallery. Ôi, vui cười vãi. Cái gì đây? Đuôi ngựa. Vãi. Đuôi ngựa gì nữa? Ôi, quần áo sao lỗi lỗi này? À, nó che đi hay gì ấy? Chỉ phải toàn tóc bựa ông ơi, nó toàn tóc con gái này. Vậy? Sao chơi con trai mà toàn tóc con gái thế? Có quần áo nhở? Không thấy quần áo. Hair này, face, body này. Không có quần áo. Race. Vui. Bựa quá. Không phải. Đấy, kiểu này nhìn chú ý mẹ nhất không rồi. Không có quần áo. Make up thử không nào? Đấy, không có. Ừ, chọn được cả cái gì đây? À, nhiều thứ vãi. Cả sơn móng tay này. Ừ. Sao cho màu hồng đủ bộ hồng tím à tím hết luôn. Con này của tao màu chủ đạo của game này nó tím à. Item ui yeah. Ui chỉnh được cái gì mặt nạ cái gì đây máu me be bét mồm vãi bựa đây kiểu này jersey mày chỉnh tóc màu gì anh tóc tím tao làm cho giống thằng mẹ G Dragon G Dragon ở đấy G Dragon mấy thằng kiểu bựa cho đến chọn lại tóc cái chế tí đấy bịt mẹ gì à? Đi vợ dâu vãi lìn. Cho tóc tím luôn. Ôi nhầm. Ôi chọn màu tóc ở đâu nhỉ? Hét này. Vãi lìn đâu? Ôi đi. Nhìn dê vãi lìn. Hay xong rồi gì nữa? Facial hay là dâu này. Ôi nhìn đó hay vãi. Chọn cái này cho thành màu. Đấy. Màu thì cho nổi nhìn lên tí. Màu trắng này, có màu trắng không nhỉ? Trời ơi. Thôi tôi chỉnh màu này đi. Đấy. Cheerleader. Đấy. Thôi cho một tóc, đấy. Tao cho tóc tím luôn nhá. Ui. Thằng tao là mẹ đủ bộ tóc tím luôn. Chú ý không? Không có quần áo. Đấy. Xong chưa? Start game nhá. Đây đây từ từ. Tao sắp xong rồi. Ok, chúng ta đã sẵn sàng. Hẹn gặp lại các bạn ở part sau.